Chào anh chị em, hôm nay Tuấn giới thiệu anh chị em con máy viền Shiroba F007G viền bằng Shiroba Đài Loan. Đời này là đời sau, bu lăng khía. Là máy Đài Loan nha anh chị. Gì vậy? Về nhé. Nhíp. Đường chỉ. Hôm nay hiện tại là đang chỉnh là đánh bông luôn nha. Chạy 3 kim, đánh bông. Trên dưới. Một số đặc điểm nhận dạng của Shiroba Đài Loan nha bà con. Có chữ là một chuyện nè. Mã số đẹp ha. Đấy. Đây nè, mã số nè. Quá đẹp. Nó phải sắc nét vậy là mới gọi là máy Đài Loan nha. Còn một số cái đặc điểm nữa nhưng mà cơ bản vậy là biết rồi. Hơn thua nhau, tiếng máy nó im. Chỉ nó đẹp. Nó không bị lỗi lầm gì là ok nha bà con. Bên em bán những cái dòng máy này là hầu hết là hàng mà em toàn là đi tuyển để lựa máy về để dành bán khách nha, nên chất lượng nó cũng đảm bảo lắm, anh chị em mua về xài cứ yên tâm. Đây đường chỉ này, đấy. Máy này cũng cứng cáp. Con này thì theo yêu cầu của khách thì là motor nó là motor liền trục. Đây là đời Z, là đời trước nè. Cậu bằng nha. Hôm nay để giới thiệu cho anh chị em các con đời K là mẫu mới bây giờ luôn nha. Đây, đây là con đời K nè. Đây. F858K W122-356. Hôm nay là con đời ca nha anh chị. Viền bằng. Liền trục luôn. Con này giờ đập thùng là nếu máy mới đập thùng là hơn 20 triệu nha anh chị em. Đấy. Con này là hàng qua tay rồi nhưng mà nó đẹp như mới vậy đó. Bán khách mà. Lựa máy đẹp bán. Rồi đây trong này là có một máy độ tấm đây nè. Cũng đời mới luôn, Shiroba đời ca luôn nè. Hàng này qua hàng chính hãng danh giao nha. Chính hãng nha. Có mã vạch, có quét mã vạch ngay đây nè anh chị em. Giờ lên quét mã vạch là ra cái hãng của nó. Con này là C007K. Con này đập thùng là 27 triệu nha anh em. Máy đẹp mới tinh luôn. Mã số sắc nét luôn. Con này hiện tại nó là đang là motor liền trục luôn nha. Model là C007K gạch W122-356CH. Soi kỹ dành chị em coi. Quá đẹp.
Anh chị cần máy canh size viền đánh bông đời Z hoặc đời K, hàng chất lượng, máy mới hay cũ qua tay hay là qua sử dụng á, hàng chất lượng cao nha. Hàng tuyển chọn về xài á, đảm bảo á, thì liên hệ với em tên Tuấn. Số điện thoại em là 0961811069. Số này em có Zalo nha, các bạn Zalo em tư vấn kỹ hơn, báo giá từng loại máy. Bên em có giao hàng tận nơi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở tỉnh thì anh chị em ở tỉnh thì có một số anh em ở tỉnh thì trong cái hệ thống mà em phân phối được thì sẽ giao tận nơi, hoặc không thì bên em sẽ gửi trần xe nhà xe nha. Rồi tất cả máy móc qua sử dụng bên em đều bảo hành 12 tháng đối với dòng máy chất lượng. Rồi cảm ơn anh chị em đã quan tâm ủng hộ Thế Giới Máy May Công Nghiệp. Chúc anh chị em nhiều sức khỏe, thành đạt, phát triển ha. Nhớ like và share cái kênh Thế Giới Máy May Công Nghiệp của em để em có động lực em ra những video tiếp theo, giới thiệu những cái mẫu máy đời mới hoặc là những cái hàng chất lượng mà bên em về liên tục để phục vụ anh chị em nha. Rồi Tuấn chào anh chị em.